Đêm qua theo giờ Việt Nam, cơ quan dược phẩm châu Âu đã công bố kết quả điều tra về vaccine AstraZeneca và kết luận là vaccine này an toàn, hiệu quả và không liên quan đến các trường hợp hình thành cục máu đông sau khi tiêm chủng. Cơ quan dược phẩm châu Âu đã điều tra từng trường hợp, tham vấn các nhà khoa học tại 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. Trong tổng số 5 triệu người châu Âu đã được tiêm chủng vaccine AstraZeneca, có 30 người xuất hiện triệu chứng máu vón cục. Cơ quan dược phẩm châu Âu khẳng định đối với cả 30 trường hợp này, cục máu đông hình thành là không liên quan đến việc vừa tiêm chủng vaccine trước đó.